Đây là đậu nành tươi. Người ăn chay nên ăn đậu nành tươi luộc. Bổ sung dinh dưỡng cho cơ thể cho người ăn chay. Rất là tốt. Đây là đậu nành tươi, mình tách mình lấy hạt. Mình chuẩn bị nấu món ăn. Cá bạc má với hạt đậu nành tươi. Đó là một món ăn chay rất là bổ dưỡng mà đặc biệt nữa. Hạt đậu nành tươi với cá bạc má. Đó là một món mới mình tự chế biến ra đó. Mình tách hạt đậu nành ra khỏi vỏ. Đậu nành tươi rất là ngon. Mình chuẩn bị đang làm một món ăn từ đậu hạt chay, cá bạc má. Cá bạc má với hạt đậu, hạt đậu tươi, hạt đậu nành tươi. Nó sẽ là một món ăn rất là hấp dẫn cho người ăn chay, bổ dưỡng. Rồi, đậu nành tươi luộc của mình đã chín. Đây cũng là một món ăn mình chỉ ăn giả chơi thôi, nhưng mà nó bổ cho sức khỏe của mình lắm. Rất là bổ. Chỉ là rửa sạch sẽ rồi đổ vô chảo, để nước vô một chút xíu muối. Xong thì khi mình nấu luộc lên, trái đậu nành nó nứt ra là nó đã chín. Được không chị? Được không? Muối cho nó vừa ăn. Nhưng mình luộc mình để muối vô cho nó vừa ăn. Chút nữa đi, để thêm thêm chút lửa nó đi cho nó mềm mềm đậu thêm nữa. Ha. Rồi, như vậy là đậu mình đã chín. Thưởng thức, xin mời. Đậu luộc mình đã chín. Đậu rất là to, mà mọi người cùng thưởng thức. Đây là một loại hạt đậu nành. Người ăn chay hay ăn mặn gì dùng cũng rất là tốt cho sức khỏe. Thỉnh thoảng nên mua về luộc để ăn. Rất là ngon phải không các bạn?